Xin chào mọi người nha. Hiện tại Trọng Thơ đang di chuyển trên trục quốc lộ 14. Và trước mắt của Trọng Thơ là chợ Minh Thành cũng như là ngã tư Minh Thành. Vì hiện tại bên tay phải cửa hàng tiện ích Bách Hóa Xanh đã về đây và mở được hơn 2 tháng nay rồi nha quý vị. Bên trái là chợ Minh Thành và bên phải là Bách Hóa Xanh. Và cái quỹ đất mà Trọng Thơ đang phân phối và mở bán cách quốc lộ 14 chỉ có 100m. Chúng ta rẽ vào tuyến đường Minh Thành An Long, chạy thẳng chúng ta sẽ về An Long Phú Giáo Bình Dương. Và dọc tuyến đường Minh Thành An Long này được VGMX quy hoạch thành con đường N3. Và đường rộng 25m. Hai bên đường đã được xây dựng những mô hình chợ. Đây là chợ Minh Thành mở rộng, chuẩn bị vào hoạt động nha quý vị. Và dọc tuyến đường này thì đã xây những dịch vụ như là kiosk cho thuê, nhà ở thương mại, văn phòng, cũng như là karaoke, chiều xuân và tổ hợp nhà hàng khách sạn, tiệc cưới đang mở lên tại khu vực này. Và hiện tại quỹ đất mà Trọng Thơ đang phân phối và mở bán nằm hai bên của tuyến đường Minh Thành An Long và nằm song song quốc lộ 14. Và đây là con đường D11B. Vị trí đất của Trọng Thơ đang phân phối nằm hai bên đường D11B nha quý vị. Tuyến đường đã được xây dựng những căn nhà cấp 4, những căn nhà một trệt một lầu, những dịch vụ nhà trọ được xây dựng lên tại dự án. Và đường đã được lưu chuẩn bị đổ sỏi cho lên nhựa trong thời gian sắp tới. Khi khách hàng đầu tư vào đất nền giai đoạn này thì còn rất là nhiều yếu tố để tăng giá cho quý khách hàng trong thời gian tới nha quý vị. Và từ vị trí này chúng ta di chuyển sang khu công nghiệp BKMX, cổng số 1 và cổng số 3 nằm song song quốc lộ 14, chỉ có 150m đến 200m thôi nha quý vị. Và hiện tại giá ở khu vực này chỉ có 8 triệu trên 1m2, mà thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng, diện tích chuẩn 5x30, vỉa hè mỗi bên 4m và lòng đường 8m. Thì quý chị quan tâm tới đất nền BKMX Trân Thành Bình Phước thì hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để được đi xem thực tế và chọn cho mình những vị trí sinh lợi nhuận nhanh nhất và đồng hành cùng những anh em bất động sản Centerland. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video sau. Hãy đăng ký kênh YouTube của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất và cập nhật tình hình giá cả cũng như là thị trường tại BKMX Trân Thành năm 2021. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.